Rồi, chào cả nhà ngày mới nha. Đây, trước mặt cả nhà là một em quay 110 đời 99 nha. Thì vị khách này gửi cho mình dọn. Nhưng mà trong Tết này thì mình có nói là trong Tết dọn không kịp. Qua Tết mình mới dọn. Thì đây cái quá trình mình chuẩn bị gã. Chuẩn bị gã để gửi đồ đi làm trước. Rồi qua Tết á thì cái nào rồi trước thì mình gắp trước nha. Thì anh có gửi về cho mình chiếc xe bộ tem với cái cặp bẩn nha. Đây cặp bẩn bẩn zin nhưng mà nó sơn quá bèo rồi. Sơn rất là nhiều lớp nước sơn. Rồi với anh gửi cho mình vài món đồ, ốc với hai cái khâu này kia. Bao tử, cái miếng mớ bao tử nha. Với mấy cái phè với mấy cái ống hơi lọc gió bình xăng. Cái này là mình phục dựng lại hình zin lại nha, dựng zin lại nguyên bản zin lại. Thì phố quay phố có đăng lên YouTube nha. Thì cái quá trình làm, quá trình nhận xe, quá trình làm mới này kia, phố có làm clip, phố có đăng lên YouTube để gửi đến cả nhà mình xem vui nha mọi người. Cả nhà theo dõi phố thì video này, nếu mà video ngắn này phố đăng lên á thì chắc có lẽ là nửa tháng sau hoặc một tháng sau, hai tháng sau thì chiếc xe này nó mới có rồi nha, thì mình mới có làm clip mình đăng lên được. Có nhiều anh em hỏi phố là sao mà nói đăng clip lên mà không thấy clip, thì thật sự là sẽ có từ từ nha mọi người. Tại video ngắn này thì phố đăng lên trước nha. Rồi thì phố mời cả nhà mình đăng ký kênh, nhấn cái chuông theo dõi phố. Sau khi xong xe thì phố sẽ có clip cho cả nhà mình xem tổng chi tiết của dọn nha. Rồi thôi, phố xin kết thúc video. Xin chào cả nhà nha. Bye bye.